tranh chấp một mét đất ba con gái đút nhầm mẹ để anh em tương tàn cạn tình đứt nghĩa xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tu giang hồ người nổi tiếng vì một mét đất anh em tương tàn đoạn tình cắt nghĩa vì tài sản ba cô con gái sẵn sàng mang 10 lít xăng để xả giận lên mẹ mình cuối cùng 3 trên bốn người tử vong và hậu quả khủng khiếp tang chồng tang vụ án này có thật và đã xảy ra tại Hưng Yên vào năm 2022, khiến nhiều người vô cùng dùng mình và đặt ra câu hỏi đất đất vậy sao? Đắt hơn cả mạng người, đắt hơn cả công sinh thành dưỡng dục ư? Ừ. Hơn thua một mét đất vào cuối tháng 11 năm 2022, vụ ba con gái sấn sổ đốt nhà mẹ đẻ xảy ra kinh hoàng tại Hưng Yên. Hậu quả khiến bốn người bị thương, ba người tử vong. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chia quyền thừa kế đất đai giữa mẹ và ba con gái. Bà đều có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Trước đó, suất đất ngoài đường bà đều chia cho con trai, còn ba người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022, ba người con gái bà đều đến nhà mẹ để muốn đòi một suất đất ở ngoài đường. Lúc này bà đều không đồng ý vì đất đã phân chia rồi. Trong lúc ba người con gái đang đập phá tường thì em trai của họ đã ra ngăn cản. Thế vậy Đỗ Thị Điểm xách căn xăng 10 lít đổ ra sàn nhà mẹ đẻ. Còn Đỗ Thị Định đã đóng cửa phòng khách để không cho ai vào ngăn cản. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà. Một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt khiến ba người bị thương nặng. Hậu quả vụ việc khiến ba người tử vong. Danh sách nạn nhân bao gồm một Vũ Thị Đều sinh năm 1961 ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, là mẹ đẻ tử vong. 2. Đỗ Thị Điểm sinh năm 1988 ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, con gái bà Đều tử vong. 3. Đỗ Thị Định sinh năm 1982 ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, con gái bà Đều tử vong. Đỗ Thị Đưa sinh năm 1990 ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên, con gái bà Đều bị thương 22%, may mắn thoát nạn. Hậu quả ngoài việc bà Đều và hai người con gái tử vong, Đỗ Thị Đưa bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 11 triệu đồng. Sau gần 2 tháng điều trị, người mẹ đã qua đời. Hai trong số ba người con là Định và Điểm cũng không qua khỏi. Đưa là con gái duy nhất còn sống sót với thương tích 22%. Ngày 4 tháng 11 năm 2022, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, người con gái cả là Đỗ Thị Định đã qua đời, tiếp theo sau là người chị cả, người em thứ hai cũng ra đi vào chiều 26 tháng 11 năm 2022. Theo lời anh Đỗ Văn Điền, con trai thứ hai của bà Vũ Thị Điểu, cho biết trong những ngày cuối cùng trước khi mẹ tử vong, mẹ đã nhận thức được nhưng vẫn phải điều trị lọc máu, không thực hiện phẫu thuật vì vết thương quá nặng và chỉ vài ngày sau mẹ anh Điền tử vong. Thời điểm đó người con gái út bị bỏng nhẹ nhất vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Thời điểm đó anh Điền thông tin thêm mảnh đất của bố mẹ tôi chưa chia cho ai cả. Trước khi xảy ra sự việc mẹ tôi có nói bà đang còn sống nên không chia cho đứa con nào. Vì bà sợ chia ra thì chị và các em bán mất rồi chị em trong nhà sống mỗi đứa một nơi, còn bà thì về già nằm co ra đó ai về chăm nom nên bà không chia. Tuy nhiên trước áp lực của ba cô con gái, mẹ tôi cũng đồng ý chia cho ba người ba suất đất ở bên trong. Nhưng ba người vẫn không bằng lòng, họ cứ tưởng lô đất đó, mảnh đất mặt đường đã xây nhà mới, mẹ và tôi làm tài sản riêng nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Đây quả thật là một sự việc đau lòng chỉ vì câu chuyện đất đai, ba người phụ nữ đã lâm vào đại tội to lớn chính là bất đạo. Đến lúc này người ra đi thì không thanh thản, người ở lại thì sống trong khổ đau dằn vặt, giá như họ dẹp bớt lòng tham sân si oán hận thì gia đình đã êm ấm, khi anh em biết bao dung, nhường nhịn. Người mẹ xấu số bị ba cô con gái nhẫn tâm dùng xăng đốt thật không may bà đã ra đi trong đám cháy ấy. Những quả báo cũng đến sớm, hai trong ba người con cũng mất mạng ngay trong chính đám lửa họ tạo nên. Phải chăng đó là luật nhân quả dành cho những người con bất đạo? Họ có thể hiểu được về sự đau đớn thể xác, chứ không thể hiểu được nỗi đau trong trái tim của người mẹ sinh ra ba đứa con bất hiếu. Mức án 22 năm 6 tháng tù dành cho nghịch tử Sau quyết định khởi tố vụ án để điều tra, nhưng thời điểm đó chưa khởi tố bị can, rất nhiều bạn đọc đặt câu hỏi đây là vụ việc gây rung động dư luận. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án nhưng hiện có ba người đã tử vong. Vậy vụ việc sẽ đi về đâu? theo dõi vụ việc từ rất lâu luật sư nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật kết nối đoàn luật sư hà nội cho rằng với trường hợp người con gái còn lại cơ quan điều tra cần làm rõ việc đổ xăng để đốt nhà mẹ đẻ có sự bàn bạc phân công thống nhất của những người con gái đó với hai người còn lại hay không trong trường hợp có căn cứ cho thấy cả ba người con gái cùng bàn bạc thống nhất với nhau về việc mua xăng để đốt nhà mẹ đẻ mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả có thể xảy ra và dẫn đến kết cục thiệt hại về người thì người con gái này còn phải bị xử lý theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, người con gái còn lại sẽ phải đối mặt với hình phạt tù có thời hạn tùy tội hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức hình phạt cụ thể đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại về tài sản, tính chất của hành vi và nhân thân của bị can. Viện kiểm sát nhân dân xác định đưa giữ vai trò đồng phạm giúp sức cùng Điềm và Định thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Điềm và Định đã mất, do vậy không xem xét xử lý. Đúng theo nhận định trước đó của luật sư, ngay sau đó cô con gái út bị khởi tố và bắt giam. Trong vụ án này, Đỗ Thị đưa giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cùng Điềm và Định thực hiện hành vi phạm tội. Điềm và Định đã tử vong, do vậy không xem xét xử lý. Cuối cùng sau gần một năm, ngày 12 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị đưa 33 tuổi, chú huyện Yên Mỹ về tội giết người và hủy hoại tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa 20 năm tù về tội sát hại người và 2 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt Đưa phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù. Từ đâu tạo nên bi kịch ba người con có đáng trách? Câu nói anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đẩn. Đến giờ mới thực sự thấm thía đối với Đỗ Thị Đưa. Người xưa dùng câu này nhằm răn dạy con cháu biết thương yêu và kêu mang lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, Tuy nhiên trong xã hội hiện đại lại có nhiều cá nhân đặt lợi ích lên trên tình cảm anh em gia đình. Cũng chính vì thế không ít những trường hợp tranh chấp đất đai giữa anh em ruột, cha mẹ, con cái, thậm chí có trường hợp tranh chấp bị đẩy lên đỉnh điểm khiến nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra. Cuối cùng, vụ án ba người con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột xảy ra tại Hưng Yên. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong việc chia thừa kế quyền sử dụng đất. Chỉ vì hơn thua 1-2 mét đất, mất hết tình nghĩa anh em tương tản. Luật sư Tiền, tức Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho biết, nếu xem xét đến nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc nêu trên, có thể thấy hành vi phóng hỏa được thực hiện trong sự kích động tâm lý hoặc cơn nóng giận bộc phát. Còn nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc chia thừa kế quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình. Mâu thuẫn xảy ra trong một thời gian dài nhưng không có phương án giải quyết dứt điểm, có thể khiến cho con người có những hành động tiêu cực do bị tích tụ dồn nén quá lâu mặt khác một khi mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình thì mức độ tính chất sẽ ngày càng gây gắt nghiêm trọng hơn so với mâu thuẫn giữa những người ngoài xã hội do hoàn cảnh xã hội thay đổi đời sống kinh tế văn hóa bị ảnh hưởng tiêu cực mong cầu vật chất mong muốn thỏa mãn lợi ích kinh tế của con người cũng lên ngôi các giá trị đạo đức truyền thống bị mai một đau lòng hơn là chỉ vì lợi ích trước mắt mà có những người bất chấp giá trị đạo đức bất chấp pháp luật sẵn sàng ra tay với cả những người ruột thịt người thân trong gia đình dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình cha mẹ luôn có quan niệm cố gắng làm ăn để đời con được hưởng nên vô tình chung khiến cho con cái có tư tưởng mặc định tài sản chính là của mình hoặc trong gia đình có cả con trai con gái việc đối xử thiên lệch với con cái kể cả câu chuyện phân chia tài sản có thể hình thành thói ích kỷ của người con bị nuông chiều và sự bất mãn ức chế của người con bị đối xử bất công như trong vụ việc kể trên, người mẹ có ở cùng với con trai ở ngôi nhà sát mặt đường chính của làng, quyết định để cho người con trai phần tài sản này sau khi bà mất có thể khiến cho ba người con gái còn lại nghĩ rằng bà có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Điều này dễ dàng gây ra những phản ứng tiêu cực, dần dần sinh ra tâm lý ức chế là nguồn cơn tạo nên những bất hạnh cho gia đình. Sự việc trên cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng của một bộ phận không nhỏ người dân hiện nay. Ỉ vào tài sản bố mẹ để lại sau câu chuyện này chúng ta đều thấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương đáng thương cho người em trai chứng kiến cảnh tượng trong gia đình hại nhau chứng kiến cảnh ba người thân trong gia đình ra đi mãi mãi người em út ở trong cảnh tù tội người em út cuộc đời hãng còn dài nhưng 22 năm ở trong tù cũng đánh mất thời gian tươi đẹp nhất của Thanh Xuân cũng trách vì hùa theo các chị cũng vì lòng tham ỷ lại và sa đọa vào con đường tù tội Mong sao trên cuộc đời này không còn một sự việc đau lòng nào xảy ra nữa, nhất là đối với những người thân thiết trong gia đình. Cuộc sống chị em biết nhường nhịn nhau, gia đình hạnh phúc. Kết cục của ba người con gái tẩm xăng đốt nhà mẹ quả là rất đau lòng phải không các bạn? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử Giang Hồ tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ấn đăng ký và like để xem tiểu sử Giang Hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.